Xin chào tất cả các bạn đã quay clip của mình nha. Bữa nay mình làm bánh ít nhưng ngọt nhưng vừa nha các bạn. Làm hai loại đó các bạn. Các bạn theo dõi mình làm nha. Bây giờ mình lượt nước dừa chuẩn bị xào đậu nha các bạn. Đậu mình đã nấu xong rồi, giờ mình khều lại lần nữa. Đây, nhân dừa nè các bạn. Bây giờ mình đi nhồi bột nha các bạn. Đây, bột mình đã nhồi xong. Bây giờ mình chuẩn bị cho phay môn với lá dứa vào. Bây giờ mình cho lá dứa vào các bạn. Giờ mình để phay môn vào mình nhồi chung. Thank you.
bột mình đã nhồi xong các bạn. Bây giờ chuẩn bị mình đi gói bánh. Bánh mình đã gói xong, bây giờ tới công đoạn mình đi hấp các bạn. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video của mình. Nếu thấy video này hay, các bạn hãy nhớ cho mình xin một đăng ký kênh. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Đây, bánh là chính nè các bạn. Xin mời tất cả các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn những video sau mình nhé. Tạm biệt các bạn.